Là trồng cà phê tiêu. Đất của mình là mặt tiền đường đang tới đang mưa, cô chú anh chị thông cảm với em nha. Đất của mình là mặt tiền đường đường bê tông của chú anh chị này. Đấy, mảnh đất của mình là nằm ở đây. Đó, ô tô tận nơi luôn. Đó, bây giờ cô chú anh chị mình theo chân em nhá. Để mình tiếp tục vào tham quan lô vườn này nha. Cái mảnh vườn của mình á cô chú anh chị mà đi ra quốc lộ 28 á có tầm một chất tới một cây số là ra quốc lộ 28 nha. Còn mà ra đường nhựa thì nó mất khoảng tầm 500 m là mà mặt tiền đường nhựa là đường nhựa nha. Đây là mặt tiền đường bê tông. Mảnh rẫy của mình là nằm ở đây. Trời đang mưa. Cô chú anh chị mình cố gắng theo chân em nhé, để mình tham quan lô vườn. Cái khu vực trên này á cô chú anh chị là được chủ nhà họ đang trồng cái cà nhỏ như thế này này. Đó, đang trồng cái cà nhỏ như thế này, cà con này. Đó, chắc là trồng năm vừa rồi hay sao đây. Cà này trồng cỡ 1 năm rồi cô chú anh chị. Đấy, bây giờ cô chú anh chị mình tiếp tục theo chân em nhé. Xuống để em quay cái cà lớn cho cô chú anh chị mình cùng xem. Ở đây tiêu của chú anh chị. Ở dưới này là tiêu nha. Trên kia là mặt tiền đường bê tông. Đó, cà phê con. Xuống đây là tiêu này. Còn dưới này là cà phê tơ này. Đất bằng đẹp nha. Đất bằng thoải nhẹ. Đất nằm trong khu dân cư luôn của chú anh chị này. Đó, được chú nhà họ dặm lại rồi đấy. Bên đó là dân cư của chú anh chị. Dân cư này, tổng kho này, dân cư này. Hiện tại bây giờ chủ nhà đang kêu 1 hecta 6 này á, 1 hecta 8 này. Miếng này là mấy hecta anh? À, tổng là 1 hecta 5 đã hết hả? 1 hecta 5. Số là 1 hecta 3 này. Giá là hiện tại bây giờ chủ nhà đang kêu á là 1 tỷ 7 nha cô chú anh chị. 1 tỷ 7 này. Đấy, 1 tỷ 7 này. Đất này thì nguồn thu hơi yếu một chút xíu thôi. Đó. Hơi yếu một chút xíu nhưng mà được cái là nằm trong khu dân cư. Đó, được cái là nằm trong khu dân cư với lại là mặt tiền đường bê tông. Miếng đất của mình thì nó chưa có nhà có điện nha cô chú anh chị, nhưng mà nó mình bắt điện nó rất là gần nha. Mình có ao hồ điện đã đi qua vườn luôn rồi. Đó, có cái điện nó đi qua vườn. Em đang quay trớ mưa luôn này. Đó, anh chị nào quan tâm tới cái mảnh vườn này liên hệ sớm cho em nhé. Để mình tìm hiểu và tham khảo đến lô vườn này nha cô chú anh chị. Lô vườn của mình là cà này cà tơ, nhưng mà được chú nhà là cũng có dắm lại là những cái cây nhỏ hơn. Mà chất đất là đất đó ba gian không sỏi đá nhá. Đó, đất nằm trong khu dân cư luôn. Đó, nó cách thành phố Giang Nghĩa là cỡ tầm 12 cây. Đó, còn cách Sài Gòn 250 cây. Còn mà cách hướng Lâm Đồng á thì nó mất đâu đó khoảng tầm 70 cây nhá. Đất của mình này cực kỳ đẹp luôn, thoáng nhẹ. Em đang quay giữa trời mưa luôn này. Đó, đất quá đẹp luôn. Đó, quá đẹp. Anh chị quan tâm thì liên hệ sớm nha em nhá. Đó, giá là 1 tỷ bảy. Diện tích là 1 hecta 1 hecta 5. Số là hơn 1 hecta 3. Đó, giá 1 tỷ 7. Được chú nhà họ chôn ống tưới đầy đủ hết rồi. Đó, tất cả những cái đường đó dây lên là chú nhà họ họ chôn ống hết rồi nha. Anh chị quan tâm liên hệ sớm cho em nhé. Để mình tìm hiểu và tham khảo tới lô vườn này nha.